chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bão thể thao trước khi đến với những thông tin quan trọng mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính có trong bản tin hôm nay có thể mu lên siêu kế hoạch đổ bom tấn hurricane eric Hag tự tin sẽ giúp mu thành công bốn siêu bom mu có thể kích nổ vào mùa hè và còn rất nhiều thông tin khác sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem mu lên siêu kế hoạch đổ bom tấn hurricane mu có thể chiêu mộ hurricane ngay trong kỳ chuyển nhượng hè tới đây Hiện tại chân sút người Anh chỉ còn khoảng hơn một năm hợp đồng với Tottenham, trong bối cảnh mà MU cần mua thêm ít nhất một tiền đạo ở kỳ chuyển nhượng hè, Kane hoàn toàn có thể là phương án khả thi trong những năm qua. Cầu thủ người Anh luôn là mục tiêu săn đón của Quỷ đỏ. Theo Sportmail, ban lãnh đạo MU hiện đang xem xét đến việc ký hợp đồng với Kane chỉ trong mùa giải 2022-2023 khép lại. Một số nguồn tin chỉ ra rằng Kane sẵn sàng gia nhập MU, điều này càng góp phần khuyến khích giới lãnh đạo Quỷ đỏ có thể xuống tay trong thương vụ này. Ken sẽ bước sang tuổi 30 vào tháng 7 tới. Điều này có thể khiến nhiều fan quỷ đỏ lo ngại về tính ổn định của chân sút người Anh. Tuy nhiên, đối với MU, họ chưa bao giờ ngại việc ký hợp đồng với những cầu thủ bị cho là đã hết thời. Điển hình là thương vụ Casemiro hè năm ngoái. Đội chủ sân Old đã bỏ ra tới 70 triệu bảng cho cựu Sarayan, trao cho cầu thủ 30 tuổi một hợp đồng 5 năm với mức lương khủng 350.000 bảng trên tuần. Các nguồn tin cho biết ngôi sao của Tottenham sẵn sàng cho việc chuyển nhượng, Kane đã trải qua gần hai thập kỷ ở Tottenham, tuy nhiên không giành bất kỳ danh hiệu nào. Tottenham tỏ ra bi quan về cơ hội gia hạn với Kane, nhất là khi gà trống đang hụt hơi trong cuộc đua vào top 4. Theo Romano, Tottenham cũng có thể bán đứt Kane nếu được giá. Eric Ten Hag tự tin sẽ giúp MU thành công. Dù mới để thua Arsenal nhưng Eric Ten Hag tự tin ông có thể dẫn dắt MU chinh phục các danh hiệu nếu họ tiếp tục đi theo con đường ông đang vạch ra. Có 7 đội có thể đua vô địch ngoại hạng Anh mùa này bạn phải có kế hoạch tốt, có chiến lược đúng đắn, triết lý đúng đắn, phải đầu tư nhiều mới có thể làm được như vậy. MU có thể chinh phục các danh hiệu, tôi có thể đưa MU tới thành công, chúng tôi đang đi đúng hướng nhưng cần phải tiến bộ hơn nữa, làm việc nhiều hơn nữa, cần duy trì được sự ổn định. Anthony nguy cơ trở thành bom xịt ở MU. Anthony một lần nữa thi đấu thiếu hiệu quả trong màu áo đội bóng mới và bị thay ra ở hiệp 2 sau khi không thể tạo ảnh hưởng trước Arsenal màn trình diễn của Anthony khiến Dio Ferdinand cảm thấy thất vọng trên chương trình cá nhân thuộc về cựu danh thủ tuyển Anh. Cụ thể thì Ferdinand nhận định, Anthony đã không thể đi bóng vượt qua bất cứ ai và tôi ngồi nghĩ tại sao lại như thế. Tôi thấy một Thomas Partey không sở hữu tốc độ nước rút đã hoàn toàn vượt qua Anthony. Cậu ấy là một cầu thủ chạy cánh lắt léo, nhưng với những cầu thủ chạy cánh lắt léo, bạn muốn họ vượt qua hậu vệ đối thủ. Sau mỗi trận đấu gây thất vọng, Anthony khiến cổ động viên MU lo sợ về việc chàng tân binh trở thành bom xịt. Ở trận hòa Crystal Palace, cậu cầu thủ Ajax cũng chơi mở nhạt. Anh thậm chí để lại hình ảnh xấu bằng cách tranh cãi với Bruno Fernandes sau một tình huống thiếu ăn ý. Ngôi sao sinh năm 2000 đã thi đấu 22 trận trên mọi đấu trường, anh bỏ túi 7 bàn và 2 kiến tạo. Đề ca sẵn sàng giảm lương để ở lại MU. Quỷ đỏ vừa kích hoạt điều khoản kéo dài hợp đồng với Đề ca thêm 12 tháng, như vậy thủ môn người Tây Ban Nha sẽ ở lại sân Old Trafford đến hết mùa giải sau. Song Đề có vẻ mong muốn nhiều hơn thế khi mà anh đang thỏa thuận với câu lạc bộ về việc sớm ký một bản hợp đồng mới với thời hạn được mở rộng thêm ít nhất là 3 năm sau khi giao kèo hiện tại kết thúc. Eric Ten Hag ủng hộ quyết định này vì ông vẫn chưa có ý định tìm kiếm vị trí số 1 mới trong khung thành. Đề Gea hiện tại thì hưởng lương cao nhất tại MU với 375.000 bảng mỗi tuần và anh được cho là sẽ phải giảm hơn 25% mức tiền đó để đảm bảo tương lai tại đội bóng. Theo giờ săn, người cũ của Atlantico Madrid có vẻ không bận tâm đến yêu cầu giảm lương mà chỉ ưu tiên việc gắn bó với quỷ đỏ. Hai bên đang tự tin rằng thỏa thuận sẽ sớm được hoàn tất. 4 siêu bom MU có thể kích nổ vào mùa hè Wood Hot ra mắt đầy thất vọng ở MU Và chắc chắn là đội chủ sân Old Trafford sẽ cần có sự phục vụ của một tiền đạo trung tâm đẳng cấp hơn để hướng đến những danh hiệu cao quý như ngoại hạng Anh hay C1. Vì vậy giới truyền thông cũng đã liên kết đội chủ sân Old Trafford với hàng loạt cái tên đáng chú ý trong thời gian gần đây. Đầu tiên là Harry Kane. Trên suốt, người anh từng được MU cùng nhiều đội bóng lớn nhắm đến nhiều lần trong quá khứ, nhưng thái độ cứng rắn đến từ Tottenham đã khiến Kane không thể tìm cho mình một biến đỗ mới. Tuy nhiên, với việc Kane còn lại chưa đầy 2 năm trong hợp đồng, khi chuyển nhượng mùa hè tới chắc chắn sẽ trở thành thời điểm lý đi tưởng cho Spurs bán đi tiền đạo chủ lực và thu về một mức phí chuyển nhượng cao nhất có thể dễ dàng khẳng định nếu muốn nâng cấp triệt để vị trí tiền đạo trung tâm thì Kane sẽ là phương án ít rủi ro nhất dành cho MU. Anh đã có kinh nghiệm thi đấu nhiều năm ở các đấu trường đỉnh cao, quan trọng nhất là việc tỏa sáng tại ngoài hạng Anh. Vì vậy, chân sút 29 tuổi hoàn toàn có thể mang đến tác động tức thời cho hàng công của đội chủ sân Old Trafford. Victor Osimhen Osimhen được cho là mục tiêu hàng đầu mà Ten Hag đang nhắm đến. Một chân sút còn đủ trẻ để trở thành đầu tàu trên hàng công của MU trong tương lai dài hạn. Mùa giải năm nay, ngôi sao người Nigeria tiếp tục giữ được phong độ bùng nổ dưới màu áo Napoli với 12 bàn và 4 pha kiến tạo sau 14 lần ra sân tại Serie A. Tuy vậy, dự kiến MU sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc thuyết phục Napoli khi mà hợp đồng giữa đôi bên vẫn còn thời hạn đến tận năm 2025. Có thể nói, Osimhen là nhân tố quan trọng bậc nhất giúp Napoli giữ vững ngôi đầu bảng Serie A đến thời điểm hiện tại, nên câu lạc bộ này hiện nhiên chẳng có lý gì để chia tay chân sút chủ lực của mình. Jao -fellit. Thực tế, MU cũng đã đàm phán ký hợp đồng với Felix trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, nhưng rút cuộc thì tiền đạo này lại chọn Chelsea làm bến đỗ. Song đây chỉ là một bản hợp đồng cho mượn và đội chủ sân Old Trafford hoàn toàn có thể lên kế hoạch để tái chiêu mộ ngôi sao người Bồ Đào Nha vào mùa hè tới. So với những cái tên còn lại, Felix là mẫu tiền đạo tương đối khác biệt với lối chơi linh hoạt nên sự hiện diện của anh sẽ giúp Ten Hag có thể sử dụng những đấu pháp đa dạng hơn trên hàng công. Dusan Vlahovic Vlahovic mới cập bến Juventus được khoảng một năm, nhưng trước những bê bối tài chính xoay quanh câu lạc bộ Thành Turin, truyền thông ý khẳng định ngôi sao người Serbia đã đứng trước viễn cảnh rời khỏi Juve vào cuối mùa. Hiển nhiên, một đội bóng đang đặc biệt cần tiền đạo như MU sẽ không tránh khỏi việc được liên kết với Vlahovic. Với 6 bàn thắng và một pha kiến tạo sau 10 lần ra sân tại CDA mùa này, Vlahovic chắc chắn sẽ trở thành một sự bổ sung chất lượng cho đội chủ sân Old Trafford. Ba cái tên chắc chắn rời MU trong tháng riêng, theo thông tin từ Manchester Evening News, sẽ có ít nhất 3 tài năng trẻ rời khỏi Old Trafford trong phiên chợ đồng. Teren Mengi Từng được đánh giá như một tài năng hàng đầu của Học viện MU, Mengi sớm được huấn luyện viên Ole Sosa trao cơ hội ra mắt tại Europa vào tháng 8 2020. Tuy nhiên, những chấn thương dài dẳng đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến quá trình phát triển của trung vệ này cả hai bản hợp đồng cho mượn đến Derby County và Birmingham City của Menki trong hai mùa giải gần nhất đều kết thúc sớm hơn dự kiến vì những chấn thương khác nhau, buộc anh phải ngồi ngoài một thời gian dài. Hiện tại Menki đã tạm thời lấy lại thể lực ổn định, nhưng trái với Sosa, Eric Ten Hag dường như hoàn toàn không có kế hoạch để anh góp mặt trong đội một. Vì vậy, một bản hợp đồng cho mượn sẽ là phương án phù hợp cho sao trẻ người Anh tiếp tục quá trình phát triển của mình. Dixon Bernard Chuyển đến Old Trafford từ Học viện Chelsea vào năm 2017, chỉ hai năm sau đó, Bernard đã được trao cơ hội ra mắt đội một dưới thời xôn xa trong cuộc đụng độ Astana ở Europa League. Mùa trước, Bernard khoác áo Hull City dưới dạng cho mượn và có tổng cộng là 3, gần 30 lần ra sân tại San Tuy nhiên, anh cũng đã sẵn sàng cho một bản hợp đồng cho mượn khác ở phiên chợ hè, nhưng lại bất ngờ dính phải chấn thương khá nghiêm trọng và buộc phải ngồi ngoài dài hạn. Tính đến nay, Bernard vẫn chưa ra sân ở bất kỳ cấp độ nào trong mùa giải năm nay, nhưng có vẻ như anh đã lấy lại được thể lực tốt nhất của mình hiển nhiên sẽ tốt cho Bernard nếu anh tiếp tục rời đi theo dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm thi đấu, thay vì trụ lại Ultraford và phải ngồi ngoài dự bị hoặc là gắn bó với đội trẻ. Charlie Sagi Tương tự hai cái tên kể trên, Sagi cũng đã có cơ hội ra mắt đội một từ sớm, cụ thể hơn là dưới thời đáp răng trong cuộc đối đầu giang boy tại C1. Tài năng 19 tuổi từng được kỳ vọng sẽ có cơ hội thể hiện bản thân trong mùa giải năm nay, khi anh được tên Hag sử dụng trong trận thắng 4-0 trước Liverpool ở giai đoạn tiền mùa giải và gây ấn tượng với một màn trình diễn đáng khen ngợi. Dù vậy, viễn cảnh trên đã không trở thành hiện thực và thậm chí Sagi còn chưa được ra sân một phút nào trong đội một mùa này. Và hiện nhiên một bản hợp đồng cho mượn chỉ có thể mang đến lợi ích cho một tài năng trẻ như Sagi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!